Trong thế giới tự nhiên, loài người là sinh vật phát triển nhất trong muôn loài. Điểm khác biệt đó chính là não bộ và khả năng tư duy của con người. Một bộ não của người khỏe mạnh và trưởng thành đạt kích thước khoảng 1.500 cm khối ở tuổi trưởng thành và gấp 3 lần kích thước so với não của khỉ đột hay tinh tinh. Não bộ của con người cũng được ví như một siêu máy tính tự nhiên có đến 100 tỷ neuron thần kinh. Chức năng cơ bản của neuron thần kinh là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh dưới dạng các tín hiệu hóa học, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể nhằm thích nghi và thay đổi với các hoạt động bên ngoài. Không giống như các tế bào và các neuron thần kinh không sinh sản hay tái tạo, việc tạo ra các tế bào thần kinh mới gọi là sự hình thành thần kinh, hay còn gọi là neuron genesis. Quá trình hình thành thần kinh này sẽ phát triển mạnh nhất trong độ tuổi từ 4 cho đến 15 tuổi. Chính vì vậy, chúng ta có khoảng 11 năm để giúp các con, gọi là thời điểm vàng, phát huy tiềm năng của não bộ. Về cơ bản, não bộ của con người chia thành hai phần chính, bán cầu não trái và bán cầu não phải. Mỗi phần chính này lại chia thành các phần nhỏ hơn có các chức năng khác nhau. Trong khi các chức năng bán cầu não trái có chức năng phân tích, suy luận, logic và tính toán, thì bán cầu não phải lại có chức năng liên quan đến tưởng tượng, màu sắc, tập trung, ghi nhớ bằng hình ảnh. Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng, não bộ của con người mặc dù có số lượng neuron thần kinh bằng nhau, tuy nhiên sự rèn luyện và môi trường lại giúp cho não bộ lại phát triển khác nhau và chỉ tập trung vào phần lớn, một phần nào đó của não bộ. Theo thống kê thì có đến 90% dân số thế giới phát triển bán cầu não trái hơn bán cầu não phải và thuận tay phải. Có 10% dân số phát triển não phải hơn não trái và thuận tay trái. Những thiên tài là những người phát triển đồng thời cả hai bán cầu não. Mặc dù là rất hiếm người có khả năng thiên tài bẩm sinh, tuy nhiên mỗi người đều có cơ hội như nhau để phát triển cả hai bán cầu não thông qua quá trình rèn luyện, và đặc biệt quá trình này là trong giai đoạn vàng từ 4 cho đến 15 tuổi. Có rất nhiều chương trình hướng đến sự rèn luyện và phát huy tiềm năng của cả hai bán cầu não trái và bán cầu não phải, và chương trình Super Brain là một trong những chương trình đó. Chương trình toán trí tuệ Super Brain tập trung phát triển sự cân bằng não bộ cho trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi. Công cụ được sử dụng tại Super Brain là FingerMath và Soroban. Đây là một công cụ tính toán đã có từ hàng ngàn năm trước đây. Trẻ khi học toán trí tuệ Super Brain sẽ dùng công cụ chính là đôi tay, sau đó là Soroban, và cuối cùng là trẻ học cách tưởng tượng bằng tính Soroban trong đầu để thực hiện các phép tính nhanh chóng và chính xác, giống như một chiếc máy tính. Trong khi những đứa trẻ không được học toán trí tuệ cần mất nhiều thời gian và sự căng thẳng để thực hiện các phép tính. Tại sao vậy? Tại vì với phương pháp thông thường, việc tính toán chỉ được thực hiện bởi một phần nhỏ của bán cầu não trái. Còn với phương pháp toán trí tuệ, tính toán sẽ được thực hiện bởi cả hai phần của não bộ. Khi não trái tiếp nhận những con số, thì não phải thu thập những con số và chuyển sang hình ảnh, chuyển thành hình ảnh của bàn tay hoặc các hạt Soroban. Sau khi tính toán, các hạt Soroban tạo thành hình ảnh và chuyển ngược lại thành những con số để khiến trẻ thực hiện công việc tính toán một cách dễ dàng, vui vẻ. Với việc luyện tập và phát triển cả hai bán cầu não trái và bán cầu não phải, khả năng tập trung, ghi nhớ phản xạ tăng lên tối đa. Kết quả là những trẻ học toán trí tuệ Super Brain không chỉ thấy việc tính toán, học toán trở nên dễ dàng, mà còn có khả năng tập trung, khả năng hấp thu dễ dàng hơn, học tập tốt hơn ở các môn kỹ năng khác. Với hơn 12 năm phát triển tại Việt Nam, toán trí tuệ Super Brain đã tổ chức thành công 12 cuộc thi toàn quốc, đào tạo ra hàng trăm ngàn trẻ với sự phát triển cân bằng cả hai bán cầu não, tăng khả năng tập trung, tăng khả năng ghi nhớ phản xạ và tự tin.